Dạ, chào mừng các anh chị đã quay lại với kênh xe lướt giá rẻ của em. À, thì hôm nay em xin giới thiệu cho các anh chị chiếc xe và được gọi là chiếc xe lướt luôn nha các anh chị. À, đây là con EcoSport phiên bản Titanium đời 2019, xe pháp lý là xe cá nhân, biển ở Sài Gòn. À, xe thì có màu đỏ và cái xe bên kia là màu cam ha. Thì phiên bản bên kia là 2016, còn phiên bản bên đây là 2019. Dạ đây em sẽ đi quay sơ vòng cho các anh chị xem. Tại sao gọi là xe lướt? Tại vì xe này ít đồ, nó mới chạy được có 4.000 thôi. Xe hoàn toàn là như một chiếc xe mới. Đây, xe cực kỳ đẹp. Đây ha, em sẽ đi quay vòng sơ phần phía ngoài với các anh chị xem trước, rồi em sẽ giới thiệu về phần nội thất xe, khoang máy. À, rồi thì xe này vẫn còn tem kiểm định đến tháng 7 năm 2021 nha. Dạ, đây cái phần lưới tản nhiệt rất là đẹp ha, nhìn nó rất là mạnh mẽ. Đây tem kiểm định của nó đây, phí đường bộ cũng vẫn còn đến tháng 1 thôi à, xin lỗi, để tem kiểm định tháng 7 2021 ha. Dạ đây ha, xe là bánh zin heo xe luôn, và anh chị thấy nó hoàn toàn mới, là xe này khách mua về và khách chỉ chùm mền thôi. Hoàn toàn mới luôn, đèn xe có cảm biến ha, cảm biến gốc đây, và cảm biến lùi, có đã có cả camera luôn rồi nha anh chị. Không gian bên trong cốp xe rất là rộng. Có cả bình chữa cháy đây. Là bánh xe cua để trong đây ha các anh chị. Xe cũng đã được trang bị ghế da màu đen. Là có thể gặp đây ạ. À, hãy gặp xuống luôn ha. Khi mà các anh chị để đồ lình cồng kềnh thì cũng có thể là nhập ghế xuống để đồ cho thoải mái. Anh chị xem này, xe này, khách vẫn còn để bao ni lông luôn đây. Xe còn nghe mùi xe mới luôn á. Xe bên em là xe cam kết bao không đâm đụng ngập nước, và tìm được những chiếc xe lướt như thế này là cực kỳ hiếm nha các anh chị. Cái này em cũng không cần quay keo chữa chỉ, tại vì xe chùm mà để nhà thôi. Đây, xe thì vẫn được ghế lái vẫn cơ. Ấn đồ đây cho các anh chị nha, 4.000. Để start test lên ha, 4.000. Bên em là cam kết là không tua km và km zin, màn hình rất là đẹp ha, cần số vô lăng còn hầu như là mới hoàn toàn luôn, không có một vết chai xước. Không gian EcoSport thì cũng rất là rộng,
Rồi bây giờ em sẽ lên quay hầm máy cho các anh chị nha. Đôi lúc là tại vì giờ em quay cho nên là em không có hai tay để máy được, nên em chỉ có thể quay sơ về cái phần hầm máy này, còn về phần chi tiết kỹ hơn, rõ hơn thì các anh chị có thể lên showroom của em và coi trực tiếp về xe nha. Em chỉ quay sơ các căn ốc này nè, đây. Chưa có dấu hiệu tháo rời luôn ha. Rồi em xin giới thiệu sơ lại về chiếc xe EcoSport phiên bản Titanium đời 2019. Xe pháp lý là cá nhân, biển số ở Sài Gòn. Ô tô mới chạy được 4.000 thôi. Thì hiện tại là đang chào bán tại trung tâm em, số 250 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Giá em có để góc ở dưới phần thông tin xe ở phần bên dưới. Các anh chị có thể bấm subscribe kênh của em để có thể theo dõi và biết thêm chi tiết về các dòng xe hiện tại bên em đang có. Tụi em sẽ cập nhật liên tục về phần xe và phần giá xe và thông tin xe. Các anh chị có thể gọi cho em số 0902600126 để biết thêm chi tiết và có thể về thương lượng về phần giá cả. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi kênh của em.